Rất vui mừng được chào đón quý vị đang đến với giọng đọc xứ cờ hoa trên kênh YouTube của Misa USA trong giờ đọc truyện hôm nay. Mến chúc quý vị cùng gia đình có những ngày giữa tuần thật nhiều năng lượng và hạnh phúc. Giọng đọc xứ cờ hoa nơi đây cũng không quên gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả quý vị đã luôn quan tâm theo dõi giọng đọc trong suốt thời gian qua. Rất mong được sự tiếp tục thương yêu của quý vị trong thời gian sắp tới. Quý vị ơi, cũng xin quý vị đừng quên hoan hỷ nhấn chuông subscribe đăng ký kênh và giới thiệu cho người thân cùng bạn bè nghe để ủng hộ cho tinh thần giọng đọc nữa nhé. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và giờ đây, giọng đọc xứ cờ hoa mời quý vị cùng theo dõi phần tiếp theo của truyện dài Vợ Thầy Hương của tác giả nhà văn Lê Xuyên. Chúc quý vị có một buổi nghe truyện thiệt là thoải mái. Anh Tư đi rảo bước ngang tiệm nước, liếc mắt nhìn vô trong để xem người khách lạ ấy ngồi chỗ nào. Hắn ta ngồi lù lù ở ngay bàn đầu, như cố ý để cho ai muốn tìm thì sẽ nhận ra hắn ta ngay. Anh Tư làm tỉnh quay trở lại, chậm rãi bước vô quán và khi hai người chạm trán nhau, anh Tư tuy đoán trước được người mình sẽ sắp gặp gỡ và cũng kêu sẻ lên mấy tiếng. Trời, anh đó hả? Người khách lạ mỉm cười gật đầu. Anh nhớ dài nè, thì tôi đây chứ bộ anh giái cho tôi chết biệt đi hả? Anh Tư nhăn nhó. Anh đừng có nói như vậy mà. Anh muốn kiếm tôi có chuyện chi? Mà sao mà anh biết tôi về ở đây? Khách lạ đứng dậy, tươi cười đáp. Việc đó thì để thủng thỉnh rồi tôi sẽ cho anh rõ. Còn bây giờ xin mời anh vô trong bàn ngồi đi. Như vậy dễ nói chuyện hơn. Anh làm ơn nói đại không được hay sao? Tôi cần phải về gấp. Khách lạ vỗ vai anh ta. Chà, hai ông bà khắng khích nhau quá ha. Thiệt làm như đôi sâm bắt cặp vậy. Đến đây hắn ta nghiêm giọng lại. Nè anh Tư, anh gặp tôi như vậy anh không mừng hay sao? Anh không có muốn hai đứa mình hàn huyên với nhau lâu lâu một chút hay sao? Thôi vô đây đi anh. Anh Tư đứng nhăn nhó một hồi rồi đành nối gót đi theo người khách lạ vô ngồi ở phía bàn trong cùng của tiệm nước. Người khách lạ lên tiếng trước. Sao? Tôi nghe nói anh mới trúng mối này lớn lắm mà hả? Giọng anh Tư có vẻ hơi cự nự. Tôi trúng mối gì đâu hả? Người khách lạ giơ bàn tay ra muốn chặn lời anh Tư. Ê! Đừng có nổi nóng nghe. Bà Hương Quảng đó không phải là mối lớn hàng sao cha nội. Anh đừng có nói bậy như vậy nha. Tôi với Thím Hương là thương yêu nhau thiệt tình mà. Dẹp cái chuyện đó qua một bên đi. Tôi đâu có phải là con nít lên năm lên ba mà để anh tính chuyện mà qua con mắt tôi chứ hả? Anh Tư đành xuống nước hỏi lảng ra. Mà sao mà anh biết tôi ở đây hay quá vậy? Người khách lạ cười xòa. Anh thiệt là tệ à. Bị anh lậm hơi con mẹ Hương riết rồi sanh ra u mê ám chướng hả? Tôi còn nhớ hồi trước, ở trong làng mình, anh là người thông minh, ăn học giỏi lắm mà. Anh Tư nhún vai lặng thinh. Người khách lạ khẽ nhếch mép cười. Mới rồi, anh có hỏi tôi vì sao tôi biết anh ở đây phải không? Dễ quá mà. Hồi anh đi trước rồi, kế Thím Hương lót tóc theo sau cách đó 4 ngày. Hai chuyến đi của hai người tôi đều để ý nôm theo hết. Người ngoài không có dính dáng gì vô chuyện này thì đâu có ai nhọc công tốn của đi theo mấy người làm gì. Anh giáo Tư trợn mắt. Nói vậy anh cũng có mặt ở Tân Thới sao? Cũng gần như vậy đó. Sao mà anh biết tôi có ở trển? Người khách lạ thở ra. Đó cũng là một sự tình cờ, chắc trời xui đất khiến như vậy đó. Mà anh ở trển từ hồi nào vậy? Sao tôi không có thấy anh ló mặt ra đâu hết cả? Người khách lạ ngó mông ra ngoài đường. Từ ngày mà có những cái đám cướp của tên Ba Câu á, cái này á, chắc anh rành lắm nè. Tôi nghe nói anh cũng lo viết báo cáo lập di bằng cho thầy Hương Quảng Nam nữa mà.
Anh Tư nhìn đăm đăm vào mặt người khách lạ rồi cười gằn. Nói vậy anh đây là tên đồng đảng của ba câu phải không? Khách lạ đáp gọn. Đúng. Anh Tư tươi cười đứng dậy chống hai tay lên mặt bàn. Tự anh nha, tự anh khai ra đó nghe. Thôi tôi xin cứu anh, bây giờ tôi kể như không có chuyện gì hết giữa hai đứa mình cả. Khách lạ thản nhiên hỏi lại. Sao vậy? Vì bây giờ kể như hai đàn, nghĩa là tôi với anh đề hoài hết. Tánh tôi dễ dãi và cũng không có ham kiếm chuyện nên tôi mới kể như là huề đó. Chứ phải tôi là người khác hả? Tôi đi báo cáo cho làng quận thộp anh thì tôi còn càng nhẹ mình hơn nữa. Nhưng thôi, chỗ quen lớn cũ mình cũng nên chăm chế một chút. Khách lạ cười rộ lên rồi níu tay anh Tư kéo xuống. Khoan đã. Ngồi xuống đây một chút nữa mà bậu. Thiệt thằng cha này tính chuyện đời một cách dễ dàng quá mà. Nói đến đây, người khách lạ bóp mạnh lấy cánh tay của anh Tư, làm cho anh ta nhăn nhó hất mạnh ra và lên tiếng cự nữ. Anh đừng có ép buộc tôi xử tệ đó nghe. Khách lạ cười rè. Ha ha ha, tôi thách anh đó, bằng cớ gì đâu hả? Còn anh, tôi nắm mạng sống của anh ở trong cái túi này nè. Vừa nói, hắn vừa đưa bàn tay vỗ nhẹ vào túi quần, sau nơi có để chiếc bóp da dày cộm. Anh quên rằng anh đã có viết cho tôi một tờ giấy, một tấm giấy nợ trả bằng mạng sống của anh. Bộ anh quên rồi hả? Anh Tư lặng thinh, lập cập móc bao thuốc hút một điếu. Anh ta lấy cái hộp quẹt máy ra quẹt 4-5 cái liền mà vẫn chưa bắt lửa. Khách lạ mỉm cười đưa tay giành lấy cái hộp quẹt. Quẹt một cái là lửa phục cháy lên liền, đoạn trao qua cho anh Tư đốt thuốc. Xong xuôi đâu đó, hắn ta mới chậm rãi lên tiếng. Nè anh Tư, nếu lâu ngày anh quên chuyện cũ thì để tôi nhắc sơ lại cho anh nhớ nha. Mà có lâu khỉ gì đâu. Mới có 5 năm trở lại đây thôi. Hồi đó anh còn ở dưới Bạc Liêu. Và cũng có do sự tình cờ mà tôi được quen biết với anh. Anh Tư cười mũi. Tình cờ khỉ gì? Cái nghề của anh là hay rình rập mà. Cũng đúng một phần nào. Nhưng gặp đúng anh và Nga vào lúc đó thì kể ra tình cờ thiệt đông bạn. Rồi giọng hắn ta trở nên xa xăm. Phải rồi, tôi còn nhớ bữa chiều hôm đó, tôi lò mò sang làng của anh ở. Cái này không phải chuyện tình cờ đâu nghe. Dọ sơ mấy cái đám để tính chuyện ăn hàng sau này. Chà, cái làng gì mà nhà giàu nhiều quá cỡ. Chiều hôm đó tôi vừa đi dọ qua cái chuồng trâu nơi nhà ruộng của ông cả Tám. Chà, cả một bầy trâu mập cùi cùi. Tôi lại quen nhiều với mấy tay chủ phòng chuyên môn chứa trâu lậu. Tôi mà lùa bầy trâu của ông cả này về cho mấy chả sữa xoáy ha, uống lại sừng ha, và cấp cho mỗi con một cái bài chỉ mới thì khỏe quá. Mối đó lớn lắm anh Tư à. Anh Tư cao có. Thôi mà, bận đi về á. Tôi lội băng đồng cho mau và trong lúc đang hí hửng vì cái món lợi đầy hứa hẹn ấy mà bỗng nghe có tiếng người la ú ớ trong đám sậy gần ở bên đĩa. Tiếng của một đứa con gái. Anh Tư lấm lét ngó xung quanh. Thôi mà anh, chuyện cũ bỏ qua cho rồi. Khách lạ vẫn thản nhiên kể tiếp bằng một giọng nho nhỏ đều đều. Tôi nghĩ thầm ở trong bụng á. Chắc cô cậu chăn trâu nào đây buồn buồn dẫn vô đám sậy làm cái chuyện học mót được của người lớn. Nói nào ngay, trong lúc đó trong lòng tôi cũng hơi vui vẻ vì cao hứng đôi chút, nên mới lọ mọ lách mình vô đám sậy đi lần về phía chỗ có tiếng la đó. Tôi thấy có một chàng con trai, anh đó nghe, đang vật lộn dữ dội với một đứa con gái nhỏ, 15 tuổi là cùng à. Con nhỏ quần áo rách nát. À, cái này không phải là chuyện mèo chuột thông thường rồi. Tôi tính nhảy vô tôi cứu con nhỏ. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, mình dấn thân qua đây để dò đường đi mần ăn chứ bộ đi làm nghĩa hiệp hay sao mà mắc mớ gì lại nhảy sổ vô cái chuyện của tụi trai gái. Tốt hơn hết là làm khách bàng quan.
vừa thủ thân vừa rửa con mắt. Còn cái con nhỏ la hét rồi ú ớ rồi nín bặt. Tôi thầm phục tài của anh, nhưng sau đó tôi chỉ xiết hãi hùng khi thấy anh xong rồi. Anh đứng dậy lôi con nhỏ nằm xuôi cọ đó, đem chùi luôn xuống dưới nước địa. Nói đến đây, người khách lạ khều nhà anh Tư. Anh thiệt ẩu nha. Trong đời cường sang lạc thảo của tôi cũng có lúc vì bắt buộc hay là vì rủi ro tôi để mãn phần đôi ba người. Nhưng mà gẫm lại làm như vậy còn có lý hơn. Đằng này anh đè một đứa con nít rồi phóng nó xuống địa như vậy. Đến tôi đây thấy qua mà còn phải rụng rời kêu lên 4-5 tiếng trời ơi. Liền khi đó tôi cũng không có suy nghĩ nữa mà nhảy vô liền và chặn anh lại. Anh Tư liếc xéo người khách lạ, giọng hằn học. Phải chỉ hồi đó ha, tôi có cái một khúc cây, một con dao trong tay thì. Khách lạ mỉm cười nối lời. Thì anh cho tôi đi luôn theo con nhỏ đó phải không? Bây giờ anh nói bảnh như vậy chứ hồi đó tôi còn nhớ không sót một mãi mai. Anh thấy tôi nhảy vô anh quảng kinh hồn vía toan phóng chạy. Nhưng tôi nhào theo chụp anh lại liền. Anh hụp xuống lại tôi như thế nào? Như là tế sao phải không anh? Rồi anh móc bóp ra đưa cho tôi. Thấy tôi không có nói gì anh bèn lột luôn chiếc đồng hồ đeo tay. Rút luôn cái chiếc máy cao lô đó trao thêm nữa. Khách lạ bỗng phát cười rú lên rồi thấp giọng nói tiếp. Thiệt anh cũng dại quá. Anh có biết đâu rằng tôi nóng mũi nhảy vô đại như vậy chứ tôi đời nào mà dám bắt anh đem nạp cho làng xã mà anh sợ. Tôi muốn yên thân đi mần ăn chứ có dính vô chuyện của anh mà làm chi. Để rồi phải ra làm chứng cho mấy ông hương chức hạch hỏi lôi thôi. Anh giáo Tư thở dài. Phải hồi đó mà tôi biết như vậy thì anh khỏi có lộn xộn. Bây giờ anh như vậy tôi cũng lộn xộn như thường. Mà thôi, để tôi kể hết câu chuyện cũ đó cho anh có dịp cân nhắc kỹ rằng dầu sao cũng còn lâu lắm anh mới qua mặt nổi tôi. À, hồi nãy tôi nói tới đâu rồi cả? Lúc đó anh đưa cái bóp, cái đồng hồ, chiếc máy ra để trám miệng tôi. Và tôi rất sẵn lòng nhận liền, nhận phúc để rồi còn dông đi chứ. Nhưng trước khi từ biệt anh, tôi tằn mằn mở cái bóp. Cốt coi phía trong bóp có tiền nong gì xứng đáng với công lao của tôi hay không? Hay là ở trong chỉ có dài 3 con rệp khô? Nói nạo ngài cũng khờ khớ. Tôi vừa đút cái bóp vô túi bỏ đi thì anh chạy theo năn nỉ xin lại cái bóp không với giấy tờ gì để trong đó. Tôi móc tiền ra, dạ khi cầm tới cái giấy thuế thân của anh, tôi tò mò lật ra coi thấy để tên Trần Văn Di, nghề giáo viên. Tôi hỏi anh giáo viên gì mà nhỏ xíu tuổi như vậy. Anh trả lời rằng anh làm thầy giáo vườn, thầy giáo dạy tư, chứ không có phải là của nhà nước. Và anh đang dạy cho cái đám con cháu ông hội đồng sang, ăn ở luôn tại đó. Anh giáo Tư chép miệng. Cái số của tôi rủi ro cùng mình á mà. Phải về hồi đó tôi bỏ mẹ nó luôn giấy tờ ấy. Không có thèm đòi lại thì đâu có dây dưa lằng nhằng tới bây giờ như vậy đâu. Ây, anh cũng khôn quá tổ mẹ người ta rồi. Anh sợ tôi lấy giấy tờ của anh rồi làm chuyện bậy bạ. Được cái này thì mất cái kia. Liền khi biết anh ăn ở luôn ở trong nhà ông hội đồng, tôi mừng thiệt hết muốn lớn à. Nhà ông hội đồng giàu bực nhất ở trong vùng. Tôi mới thấy sơ sơ mà ham muốn hết đi. Nhưng ngặt một nỗi nhà của ổng nền đúc cao tới ngực, vách tường xây gạch 20 song sắt cửa. Cái nào cái nấy lớn bằng cùm tay. Trong nhà lại có súng hai lầm. Thiệt cũng nhờ tổ độ mà tôi mới được gặp anh. Tôi liền nhờ anh làm tay trong, mở cửa sau giùm. Anh ưng thuận liền. Nói đến đây, khách lạ liền giơ tay ngoắt tên phụ kia trong tiệm, bảo châm thêm nước sôi vào bình trà. Anh giáo Tư có vẻ sốt ruột. Thôi khuya lơ khuya lắc rồi, anh cứ nói giọng do Tam Quốc hoài hả? Khách uống một hớp nước nhỏ, khoan thai đặt chén xuống. Ấy, anh sao mà gấp quá vậy? Sợ về trễ bà cạo hả? Chuyện này tôi cần phải nói cho có ngọn ngành thì lát nữa anh mới dễ tính. Vừa nghe tôi nhờ công việc nhỏ mọn đó anh gật đầu liền.
Tôi thì bụng bảo dạ, cái thằng này nó gật đầu mau quá cũng không có tốt. Tôi bèn nảy ra một ý hay, sẵn cái giấy cao lô của anh cho làm kỷ niệm đó. Tôi mở nắp dặn ngồi lên, lục ở trong bóp móc ra một tờ giấy nhỏ rồi đặt kề trên cái mặt bóp và nhờ anh viết cho mấy chữ làm bằng cớ. Tôi nói thiếu điều khô nước miếng anh mới chịu viết theo lời tôi đọc. Có vài ba hàng chữ gì đó tờ thú nhận. Tôi tên là Trần Văn Di, thuế thân số số nhận có cưỡng bức thị mành, 14 tuổi và bóp cổ chết liệm xác xuống đìa ruộng ông Sáu Hưng vào hồi 4 giờ ngày. Tôi xin viết tờ thú nhận này, ký tên. Nói đến đây, người khách tằng hắn một tiếng to, rồi vỗ vào túi quần sau. Tờ thú nhận ấy tôi còn cất kỹ trong bóp này nè anh Tư. Anh Tư lườm ông khách. Vậy mà hồi đó làm sao anh nói khi nào tôi làm xong công việc, anh ăn hàng được nhà ông hội đồng thì anh sẽ trả miếng giấy đó lại cho tôi. Khách lạ trả lời. À, thiệt tình tôi cũng tính như vậy. Tôi nói đây có ba câu làm chứng. Sau cái đám đó rồi, tôi thấy anh được ung dung tự tại tôi cũng mừng. Vì chỉ cái tội nghiệp cho mấy thằng miên bạn ở trong nhà ông hội đồng. Ai cũng nghi cho tụi nó có thông đồng với cướp, nhất là đêm đó tụi này vô. Mặt mày bôi lọ nghẹ đen thui, trăm tiếng đàn thổ gian rân. Tôi tính để yên yên rồi giáp mặt anh em trả tờ giấy đó. Nhưng anh lại chơi không có điệu. Có lẽ tại anh tính khôn quá tổ mẹ người ta, nên rốt cuộc rồi mới quá ra dại. Anh nên nhớ kỹ rằng tụi này tuy thuộc vào hạng trộm cướp dao búa, nhưng cũng đã hứa với ai thì chẳng có nuốt lời. Tôi nhắn anh ra gặp tôi để trả tờ giấy ấy cho anh. Và tôi lại còn nghĩ sẽ đền ơn anh thêm chút đỉnh nữa. Bề gì anh cũng có công lớn trong chuyến mần ăn ở nhà hội đồng. Phải chi mà anh đi ên một mình, đến gặp thì êm quá. Đằng này anh lén mạch cho làng lính đến bao giây bắt tôi sau khi tính lấy lại tờ giấy thú nhận đó. Kể ra anh cũng khéo làm trồng làm tréo lắm. Chắc gì anh ức tôi ghê gớm hả? Nhưng anh còn non tai lắm anh à. Nội thấy cái điệu bộ cùng lời ăn tiếng nói của anh tôi cũng đủ sanh nghi rồi. Anh phải biết trong cái nghề của tôi gần gũi với người lương thiện chân chất thiệt thà thì ít. Mà đi kè kè với tụi đá cá lăng dưa đóng cửa rút cầu đâm cha giết chú thì nhiều. Tôi đánh hơi sơ qua là sanh nghi nên vội vã rút lui liền. Mặc vào anh đeo lính cứng một bên. Vừa lúc ấy có những tiếng la chổi trời. Rồi mấy phát súng nổ làng lính nó cũng không coi cái mạng của anh ra cái đách gì hết. Tôi tưởng anh lãnh đủ cho cái đáng đời của anh cho rồi. Chứ đâu có về. Sau đó hay tin anh vẫn còn sống nhăn. Phần tôi một viên đạn xẹt qua gò má chỉ thiếu một chút xíu nữa là bưng luôn một cái bên mặt của tôi rồi còn gì. Vừa nói đến đó, khách lạ đưa tay mân mê vết sẹo trên mặt rồi quay qua nhìn anh Tư mỉm cười mà nói tiếp. Kể từ đó nghe, chính thuộc này còn được anh em tặng thêm một biệt hiệu nữa là chính thẹo đó. Chợt nhận thấy chính thuộc, tức là người khách lạ nín bặt, anh Tư liền hỏi lại. Rồi bây giờ anh tính nói cái gì với tôi đây? Chắc anh muốn tôi trả lời về cái việc vừa kể đó phải không? Giọng anh ta trở nên tha thiết. Tôi xin chịu lỗi với anh. Đúng như anh nhận xét hồi đó tôi còn khờ lắm. Nhưng bây giờ chuyện gì thì nó cũng đã qua hết rồi. Tôi sẵn lòng xin tạ tội với anh bằng một số tiền sở phí, xe pháo, trà nước. Vì anh đã tốn công, tốn của đến kiếm tôi tận ở dưới này. Xin anh bỏ qua mọi chuyện cũ giùm tôi. Tờ giấy kia tôi dư biết anh còn giữ cầm chừng đó thôi chứ đời nào anh thèm xài tới. Vậy thì xin anh quỷ nó đi cho rồi. Không nói giấu gì anh, tôi đang chí tâm lo lập cuộc đời mới đây. Chính thuộc cười nhẹ. Anh Tư, thiệt anh không có hiểu cái bụng của tôi. Tôi có công kiếm anh đây không phải vì cái thẹo này. Nghĩa là không có ơn đền quán trả gì ráo. Tôi kiếm anh đây là chuyện khác. À, phải rồi. Đúng là chuyện cuộc đời mới của anh đó anh Tư. Anh Tư lắp bắp hỏi liền. Coi, sao lại có chuyện đó dính vô nữa kìa.
anh tính đem tờ giấy đó đến để bắt bí tôi, rồi nói với vợ tôi phải bỏ tiền ra mà chuộc nó lại phải không? Chính Thuộc vỗ nhẹ vào vai anh Tư. Chà, anh nói hai tiếng vợ tôi sao mà nghe trơn luôn vậy? Còn cái bắt bí đó, nói sao cũng đúng mà sao cũng không đúng. Cái đó còn tùy sau này, nhưng dầu sao tôi cũng không có dùng đến nó để nã tiền hai ông bà đâu. Đứng về mặt tiền nông thì nó vô giá. 10 cái gia tài sản nghiệp của ông Hương Quảng gộp lại cũng không có đủ trả đâu. Không chừng tôi dùng nó vào chỗ khác. Chắc chỗ này tôi khỏi phải nói thì anh cũng dư biết cái chỗ mà anh phải trả là trả bằng mạng sống của anh, bằng cuộc đời tàn của vợ thầy Hương đó. Anh Tư chắc lưỡi. Coi, anh nói anh không có kiếm tôi để trả quán, mà anh cũng không có chịu trả tấm giấy đó lại nữa. Như vậy anh đeo đuổi tôi tới dưới này làm cái gì vậy hả? Chính Thuộc vừa xoa nhẹ vào lưng anh ta, vừa nói. Đừng có nổi nóng ông bạn. Trước hết, tôi hãy kể tiếp cho anh nghe cái màn sau này nữa thì tức khắc anh hiểu liền. Anh Tư cằn nhằn. Ôi thôi, chuyện gì tôi cũng biết rồi. Chuyện cũ xì, cũ xịt à. Ấy, chuyện cũ mà nó mới đó bạn. Mà nếu anh không có muốn nghe tôi cũng chẳng có dám ép. Anh Tư bực dọc trần ngang. Kể phức đi cha nội. Vậy hả? Thì đây, sao cái cú đá giò của anh đó tôi buộc lòng phải đi chỗ khác gấp. Tôi và một số anh em lang bang nhiều nơi và cuối cùng trong năm rồi tụi này ghé qua miệt Ô Môn, Bình Thủy. Chà, chỗ này nhà giàu nứt dách, thổ ngơi tốt lành, cây trái sum xuê. Tụi này thấy mà ham hết muốn đi đâu nữa. Tụi của anh ở đó luôn để chết người ta hết hả? Không để ý lời nhận xét của anh Tư, Chính Thuộc vẫn đều giọng kể tiếp. Nhưng ba ông nhà giàu đó cũng dữ lắm. Tôi thiếu một chút nữa bị mấy ổng hạ. Mai là nhờ gặp được anh Ba Câu á. Tôi biết mà, thằng cha Ba Câu thiệt thà chân chất như vậy mà gặp anh rồi cũng sanh ra ham đập đầu thiên hạ. Thằng chả chết như vậy cũng đáng đời lắm. Chính Thuộc cười mũi. Đáng đời hay không thì tôi cũng chẳng cần biết. Có điều là đêm anh bị nạn, anh đã sai một đứa chạy qua báo cho tôi hay và nhờ tôi lo giùm ảnh. Lo làm đám ma hả? Không. Lo nuôi đứa con gái mồ côi của thằng chả hả? Cũng không. Anh Tư rụt rè hỏi thêm. Vậy thì chắc lo trả thù giùm cho thằng chả chứ gì? Giọng Chính Thuộc trở nên buồn rầu. À, lo làm cho tròn một lời hứa với một người anh em đồng sanh đồng tử thì đúng hơn. Hồi nãy tôi có nói với anh, tụi này giết người thì giết cũng được, nhưng giết một lời hứa thì không có dám ngó tới mặt ai nữa hết. Và cũng vì việc đó mà tôi chịu khó lội xuống tới ở dưới này đây. Để trả thù hả? Mà tôi có dính dáng gì vô cái vụ đó đâu. Còn thầy Hương Quảng thì thấy cũng chết rồi. Chính Thuộc thản nhiên đáp. Anh không có dính dấp gì vô hết, nhưng tôi mới để yên qua một bên. Còn thằng cha Hương Quảng chết thì đã có con mẹ Hương, còn có hai đứa con của con mẹ nữa. Anh Tư trợn mắt. Ý trời ơi! Bộ bây giờ anh tính bắt tôi đưa lối dẫn đường để anh giết ba mẹ con người ta hay sao? Lần này chết thì chết chứ tôi không có nghe đâu. Chính Thuộc xòe bàn tay ra trước mặt như để chặn lời anh ta. Ai, đừng có nóng. Anh coi mặt mũi tôi có phải là một tên uống máu người hay không? Không biết tanh hay sao mà mỗi cái anh đều cho tôi là muốn sát hại sanh mạng người ta. Anh hãy yên tâm về cái chuyện đó đi. Anh giáo Tư nhìn Chính Thuộc với cặp mắt hoài nghi. Chưa anh tính mưu sâu kế độc gì nữa đây. Anh phải biết người ta là đàn bà con nít, không có làm gì nên tội tình á. Chính Thuộc nhún vai. À, cái chuyện đó thì tôi xin bất biết. Tôi đâu có thuộc hạng người ăn chay niệm Phật. Ông Hương Quảng ông chết thì vợ con ông còn đó. Bởi vậy tôi mới tính nương tay một chút. Và xin cam đoan với anh chuyến này không có chuyện đổ máu đâu. Thôi đi anh, tôi xin anh nghĩ lại giùm. Tôi với Thiếm Hương đang ráng hết sức để lập lại cuộc đời mới. Dạ bây giờ cũng tạm yên rồi.
hai đứa nhỏ cũng được gửi đi ăn học rồi. Đó, đó anh thấy không? Anh nỡ lòng nào mà khuấy phá việc gần thành ấy. Anh chưa bao giờ lập gia đình nên anh không có biết. Chính Thuộc lắc đầu chận ngay. Xin lỗi bạn, tôi có là học trò của anh đâu mà anh đem bài giảng ra mà anh giảng chứ. Tôi hỏi thiệt anh nha, anh tính lập lại cuộc đời mới với Thím Hương hay là với số gia tài của thằng cha Hương Quảng để lại? Anh lo cho hai đứa nhỏ đi ăn học hay là anh tống khứ tụi nó đi biệt tâm biệt tích? Anh giáo tư hớt hải hỏi liền. Sao mà anh biết? Sao mà anh biết mấy đứa nhỏ biệt tích? Chính Thuộc mỉm cười. Thì thế nào mà anh chẳng có sắp xếp đi đến chỗ đó? Tụi nó đi cho rảnh để hai vợ chồng son hú hí với nhau cho khỏe quá mà. Anh giáo tư thở ra và có vẻ yên chí. Anh suy bụng ta ra bụng người, chứ tôi đâu có tính như vậy. Tôi đã có nói với anh, tôi với Thím Hương thương yêu nhau thiệt tình mà. Chính Thuộc lắc đầu. Thiệt hay không thiệt gì cũng thay kệ anh. Tối nay tôi nhắn anh tới đây là để nhờ anh một việc. Một việc rất dễ dàng. Nếu mà anh giúp cho tôi trót lọt á, thì kể như hai đứa mình quề nhau. Nghĩa là tôi sẽ bỏ qua cái chuyện anh phản tôi. Và lẽ tự nhiên tôi sẽ trả cho anh tờ giấy thú nhận mất tôi đó. Tôi giữ trong bóp hoài coi cũng kỳ lắm. Anh giáo tư nhích ghế lại thêm gần. Anh nói sao? Một việc dễ dàng lắm hả? Chính Thuộc gật đầu. Phải. Việc tiên vậy anh? Thì tôi mang ơn anh hết sức à? Khoan đã. Anh để tôi nói hết rồi, anh muốn mang ơn cũng chẳng có muộn. Nói đến đây, Chính Thuộc nheo mắt lấy cùi chỏ thúc nhẹ vào hông anh giáo tư. Chà, anh khéo chọn con mồi quá ha. Cái con mẹ Hương vậy mà coi còn được ớn à? Anh giáo tư cười sảng lẻn. Anh nói vậy chứ Thím Hương cũng đâu có còn trẻ gì lắm. Ấy, người sành điệu ai mà thèm cái thứ gái tơ. Phải người như Thím Hương như vậy mới mặn mòi, mới mê được chứ. Anh giáo tư có vẻ sốt ruột. Anh Chính, anh tính nhờ tôi chuyện chi vậy? Chính Thuộc thản nhiên đáp. Thú thiệt với anh á, ban đầu tôi lãnh lời di chúc của anh ba câu, tôi cũng ngán quá. Nhưng khi được biết qua dung mạo của Thím Hương, tôi liền nghĩ ngay đến cách làm tròn bổn phận đối với một người anh em đồng sanh đồng tử mãn phần. Và cách đó rất là hiền lành, rất là dễ chịu, không có ác nhân thất đức, chút bẻo chút beo nào hết. Cái đó phải có tay anh giúp vô mới xong đó anh giáo tư. Anh giáo tư nhăn mặt. Cách gì? Dễ quá mà. Tôi nhờ anh sắp xếp làm sao mà cho tôi được lui tới nhà anh á. Để làm chi vậy? Để làm quen với Thím Hương. Bộ anh tính Chính Thuộc nhún vai. Cách đó là nhẹ nhất. Anh đã đi qua một lượt rồi thì bây giờ đến lượt tôi. Anh nghĩ coi, ở đời đâu có cái gì quý bằng ba cái thứ chuyện tình, tiền và mạng sống. Về cái chuyện đó đó, cái chuyện sống với nhau tôi đã gạt qua một bên. Anh ba câu ảnh đã chết, chẳng lẽ tôi giữ lời hứa với ảnh rồi bắt người khác cũng phải chết theo nữa hèn sao? Một mạng của thằng cha Hương Quảng và hai đứa nhỏ, thôi thì tôi đành chọn Thím Hương vậy. Với Thím Hương thì có đủ tình lẫn tiền. Anh quên rằng Thím Hương bây giờ là vợ tôi, anh làm như vậy cũng như anh giết tôi rồi. Nếu mà anh không có giúp tôi làm như vậy, tôi bắt buộc phải xài tới tờ giấy thú nhận kia. Anh sẽ bị ở tù, bị lên máy chém, bị phanh phui hết mọi chuyện lén lút với Thím Hương để sang đoạt của cải, mà chết theo cái lối xẻo từng miếng da miếng thịt. Anh nghe theo tôi thì anh vẫn sống ung dung, sống khỏe ru, rồi hai đứa mình công si chia cái phần tình, phần tiền của Thím Hương đó. Lẽ là tự nhiên, anh có quyền hưởng trước, hưởng nhiều hơn tôi. Tôi chỉ vớt vát chút đỉnh cái nước giảo gọi là đủ để làm tròn bổn phận một người anh em bạn của anh ba câu vậy mà. Anh thiệt là một tên tàn nhẫn vô nhân đạo á. Chính Thuộc nghiêm mặt hỏi. Bây giờ anh không có chịu hay sao đây? Anh Tư ấp úng đáp. Không phải vậy. Nhưng mà đứng vào địa vị của tôi thì kẹt quá.
Kẹt cái gì mà kẹt? Anh phải biết nếu mà thím Hương là vợ của anh thiệt thì không đời nào tôi dám bức bách anh chuyện như vậy đâu. Đằng này thím Hương là vợ chánh hiệu con nai của thằng cha Hương quản, một kẻ tử thù của anh em tôi, tức là ba câu đó. Đối với người anh em khuất mặt ấy, tôi có cái bổn phận phải làm cho tròn. Thời mai thím Hương còn mặn mòi quá và tiền của thím Hương cũng khá bộn. Anh không biết chứ hồi anh ba câu còn sống, anh ngắm nghía cái tủ sắt của thằng cha Hương quản hoài. Do hai cái lý do đó, tôi mới nghĩ ra một cách làm tròn bổn phận, chứ thiệt là im ru, thiệt là tiện, thiệt là lợi, thiệt là khoái chí tử nữa. Anh tính cái gì cũng chết cha chết mẹ người ta hết á. Coi, anh đừng có nói vậy mà mít lòng lắm nghe anh Tư. Cái gì tôi cũng nương anh hết. Phần anh nước cốt, phần tôi nước giảo, cái gì cũng phân minh hết. Đó là một cách ơn đền quán trả. Chuyện trước của anh và chuyện sau của anh bạn ba câu của tôi, hai cái tôi gộp lại làm một. Tôi nói rành rẽ như vậy một lần chót, anh nghe kịp rồi chứ hả anh Tư? Nói đến đây, chính thuộc đưa tay quàng lên một bên vai của anh Tư, vỗ nhẹ nhẹ, rồi dịu giọng tiếp lời. Nè anh Tư, sau 5 năm trời gặp mặt lại nhau thì tôi chắc rằng lần này anh khôn ngoan chững chạc hơn trước nhiều. Anh đừng có để tôi phải xài tới bùa phép, dao búa thì phụ cái lòng tốt của tôi lắm. Và uổng cái công của anh rị mọ o bế thím Hương từ trước cho đến bây giờ. Anh Tư, anh không có nhớ cái câu người ta nói ăn ít nói dai đó làm sao? Anh Tư cúi gằm xuống mặt bàn. Nhưng mà rủi thím Hương thím không có chịu anh rồi làm sao? Chính thuộc vỗ mạnh vào vai anh Tư một cái rồi reo lên. Cái thằng cha này biết điều đó đà. Ê, hai đứa mình rua nhau một cái đi. Tôi tính thế nào anh cũng nghe lời tôi mà. Anh Tư miễn cưỡng chìa tay ra cho chính thuộc chụp lấy, giật giật mấy cái liền. Đoàn anh ta nhăn nhó nhắc lại câu hỏi cũ. Nè anh Chính, anh ép buộc tôi quá thì tôi cũng phải chịu. Nhưng anh nên biết rằng anh làm quá lố cũng không có được đâu nha. Và bởi vậy tôi mới hỏi anh rủi thím Hương thím không có chịu anh thì anh tính sao đây? Chính thuộc uổng ngực ra. Cái đó là phần công việc của tôi, anh chỉ cần giúp tôi ra mắt thím thì được rồi. Sau đó tôi làm sao thì thay kệ tôi. Mà nếu cùng lắm thím cứ khăng khăng một mực quyết giữ trọn chữ đồng với anh thì tôi xin bái phục anh là sư và xin A-la-ye lập tức chứ không có cố nói Undo đâu. Tụi này là dân chơi điệu nghệ mà anh Tư. Đâu có phải cái thứ muốn người ta rồi lôi càng ra lùm ra bụi chận hầu bóp cổ đó ông bạn. Anh Tư sảng lẻn hỏi sạc lãng sang chuyện khác. Nhưng tôi biết cách nào đưa anh tới để giới thiệu với thím Hương cho thím tin đây. Tôi nói bậy anh đừng có phiền. Mặt mày anh rằng đi và có cô hồn như kiểu đó thì ngay tôi đây là đàn ông con trai mà tôi còn ngán ngẩm ngán trân huống gì là thím Hương. Chính thuộc nhăn mặt đưa tay lên sờ vết thẹo nhưng rồi cười xòa. Ai, anh đừng có lo cái khoản đó. Tôi đã nói thầy kệ tôi mà. Anh không có biết chứ mặt mũi tôi như vậy mà có duyên ngầm lắm đâu đà. Đối đây lắm thì còn cả túi bùa ngải thuốc mê thuốc lú của tôi nữa chứ. Để xong xuôi công việc hết, anh nhớ nhắc tôi sẽ chỉ cho anh vài môn để kiếm ăn về cái mặt này. Tôi coi bộ anh có phần, có số với các bà có tiền, có của lắm mà đà. Anh Tư gượng cười. Thôi tôi xin cảm ơn anh. Tôi có cái mình trơn đây cũng đủ xài rồi chứ không có dám rớ tới ba cái món bùa ngải của anh đâu. Bây giờ theo ý anh thì anh muốn giới thiệu anh với thím Hương ra làm sao anh nói phức đi. À... cái đó tôi để cho anh có toàn quyền mà. Anh muốn nói sao đó cho êm xuôi thì anh nói. Vậy tôi nói anh là người mới quen tới để bàn tính chuyện mua bán làm ăn có được hay không? Sao không có giới thiệu tôi là bạn của anh ở dưới xứ nghe có phải tiện hơn hay không? Anh Tư quay lại nhìn chính thuộc rồi chắc lưỡi. Bạn cái mốc xì mà như ông Tiêu trong lúc cúng rằm tháng 7 vậy. Chính thuộc cười. Anh này cứ kiếm chuyện chê bai tôi hoài đà. Tùy anh muốn giới thiệu sao cũng được hết.
Miễn tôi lọt vào nhà của thím Hương là được rồi. Anh ráng lo xếp đặt đi. Rồi có cái gì hay hay thì nhớ lên cho tôi rõ liền. Tôi chờ anh dữ lắm đó nghe. Thôi bây giờ tôi xin mời anh về kẻo bà Hương bà đợi bà rủa tôi chết à. Anh Tư thẫn thờ gật đầu. Chính Thuộc lặng lẽ đứng lên bỏ đi ra trước.